Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có bóp lên một cái thế cờ. Mình chỉ tìm trên mạng thấy nó hay, bóp lên để mọi người cùng bàn luận là trong cái thế này thì đỏ hay bên đen sẽ chiến thắng. Mình nhìn hiện cờ thì chắc có lẽ là bên đen là không thể nào chiến thắng được rồi. Còn bên đỏ thì chỉ có thể là từ thắng, từ hòa tới thắng thôi. Mà cách đánh làm sao để thắng là cũng khó. Thì người thì cho bảo rằng trên Facebook của mình, người nói rằng là thắng, người thì nói rằng hòa, thậm chí có bạn còn nói là đang thắng nữa. Nhưng mà thật ra thì với thế hình cờ này thì đang không có thể thắng được, khó thắng đỏ. Thì sau một buổi tối nghiên cứu tìm tòi thì mình thấy có nước đi chính xác để cho trong cái hình cờ này để cho mình đỏ ưu thế. Thì mình bóp lên đây mà các bạn xem mà ngẫm thử có đúng không nha. Thì bước đầu tiên nha, mình thấy ở đây trong hình cờ là bên đỏ là còn có là pháo ba chốt là tấn công, phòng tượng, phòng thủ. Còn ngược lại bên đen là còn có pháo chốt tấn công, còn hai sĩ để phòng thủ. Thì ở đây thì pháo đang nằm ở chân tướng, do vậy chúng ta bắt buộc đầu tiên là rời pháo qua cái lộ này. Chứ còn không thì mình đi con tượng hay đi con tướng thì nó sẽ dẫn đến hình cờ hòa thôi. Thì rút pháo thì đầu tiên mình nghĩ đến sẽ là rút pháo để bắt chốt này. Thì lúc này đang á, nếu mà đang mà thật sự mất chốt á thì chắc chắn là sẽ thua ngay. Tại vì mình thấy hình cờ là tướng không ra được, sĩ không lên được. Mà nếu mà mất con chốt này thì một mình con pháo này không có thể là chống đỡ được làn pháo này. Tại vì pháo này sẽ dần dần mà tấn ép pháo đen này xuống để chạy xuống cái lỗ dưới này chiếu hết. Do vậy bên đen có một cách duy nhất là phải tấn pháo lên đấu. Thì nếu như đấu thì trở về hình cờ hòa này, mình đỏ không có đấu được. Nhiều người bạn cho rằng là đến nước này phải bay tượng lên rồi tìm một cách là đưa con pháo qua bên độ bên cánh phải để thầu xuống. Nhưng mà khi mà bay tượng thì thật ra là không thể chiến thắng được. Giả sử như mình bay tượng thì lúc này vẫn là dùng pháo đỏ riêng chống này thì pháo này rút về qua đây nữa thì pháo này sẽ qua đây, và đi đâu đi nữa thì con pháo này cũng sẽ cản. Còn nếu đi nước ngụ thì con chốt này sẽ di chuyển qua lại, do đó là cái nước bay tự này là không có được. Thì trở về bước hồi nãy, bước ở đây thì pháo sẽ tắn lên, mà tắn lên máy nắp và tắn lên chỗ nào mới là quan trọng. Thì tắn này nước hay nhất á là lên ngay chân sĩ. Thì tay chân sĩ có mục đích của nó sẽ đưa qua pháo qua lỗ đây và cắm xuống chiếu chú bí. Do vậy con pháo này phải làm nhiệm vụ là về đây. Vậy đây nếu mình pháo mà có đi qua thì pháo này sử dụng di chuyển ngang lỗ này, pháo đi đâu thì pháo đen sẽ theo đó để cản, không có cho mà pháo đỏ chọt xuống phía dưới. Thì đến đây cái nước mà đi mà quan trọng nhất của pháo này quyết định là cái chuyện mà thắng bại của ván cờ này, đó là con pháo phải bình qua lỗ 4. Ở đây mình nói vì sao? Nếu giả sử pháo không bình qua lỗ 4 mà nhiều bạn mà đi bình qua lỗ 3 nè, hoặc là lỗ 4, hoặc là lỗ 2, hoặc là lỗ 1 thì sẽ không bao giờ chiến thắng được ván cờ này. Nếu bình qua lỗ 3 thì pháo này theo cản, nếu bình qua lỗ nào thì pháo theo cản lỗ đó, còn nếu đi nước ngụ thì chống thì sẽ đi thôi. Mà chẳng hạn nếu như bình qua lỗ đây, giả sử như ở đây bước đây bình qua lỗ đây, bình qua lỗ 3 thì pháo theo cản, rồi bạn có thể là lên tướng hay xuống tướng như đó thì chốt này sẽ di chuyển qua lại và không có còn cách nào mà chiến thắng được bình đen hết á. Ở đây giả sử như đó là bình con pháo qua lỗ 4 để kéo về bắt chốt thì đen sẽ để nước là chốt bình vào để ăn thưởng. Nhưng mà kéo về bắt chốt thì chốt sang như vào luôn, thì đến đây thì đỏ hết được, chỉ là cờ hòa, đỏ khó thắng được trong cái hình cờ này. Thế hạn như âm mưu là có thể là kéo pháo qua bên này để nhằm rút tướng về để bắt con chốt này. Thì lúc này đen sẽ là bình pháo qua, nếu rút tướng về bắt thì đen sẽ tấn chiếu. Lúc này thì chắc chắn là nó sẽ mất pháo. Và
có thể là sẽ thua cuộc trong cái nước cờ này luôn. Do vậy là ta thấy là ở cái biến mà ban đầu biến đầu tiên là mình đi con pháo pháo mà từ lộ 6 mà chuyển lộ 3 là sai, không thể chiến thắng được. Đây là quan trọng, là chủ yếu là mình biết cách đi sao cho nó phù hợp. Thì muốn chiến thắng thì còn một cách là di chuyển vào lộ 4. Cái nước đi rất là hay để mà dẫn đến là chiến thắng cho đỏ. Đến đây thì mình đang có những cách đối phó như sau để đối phó lại nước này. Thứ nhất là mình đang sẽ tập bình cháu qua để nhằm uy hiếp đối tượng này. Thứ hai là sẽ bình con pháo qua theo cái đường ngang, và thứ ba thì pháo chạy theo đường dọc. Thì mình sát biến thứ nhất, nếu như mà chốt bình qua thì ở đây pháo đỏ sẽ tấn một, âm mưu là sẽ bình con pháo qua đây và đâm thọc xuống chữ bi. Do vậy pháo phải bình qua cảng, thì lúc này đỏ sẽ đi là tấn chốt buộc tướng mang ra, tấn chốt một nữa buộc tướng phải vào, tại vì không có lên được. Pháo này đã giữ cái lộ này rồi, không lên được buộc phải vào. Lúc này là sẽ kéo pháo đỏ về bắt con chốt này, chết chốt này. Nếu để mắc chốt này thì chắc chắn là sẽ thua cuộc rồi. Nên lúc này chốt sang tượng, sau đó thì đỏ sẽ bình pháo qua lộ 8 này. Nước đi mà bình pháo qua thì chiếu tướng mới làm trống cái lộ đường 8 này, nước rất là hay. Ở bên đỏ đã nghĩ ra thế, là lúc này thì bên đen không có còn cách đỡ ra tướng được, chỉ cần là pháo bên đỏ là tăng chiến xuống chiếu là sập cuộc ngay. Nên vậy ta thấy cái biến mà chốt ở đây là biến chốt bình bình vào này, biến này là biến là không được rồi. Vậy trường hợp thứ hai là có thể là pháo bình qua theo đường ngang này. Thì pháo bình qua đường ngang, thứ nhất là bình vào lộ 6, lộ 7 hoặc lộ 9. Thì nếu bình qua ba lộ này, chẳng hạn như bình vào lộ 6 đi, pháo bình vào lộ 6 đi, thì pháo đỏ sẽ giật và bắt chết chốt này. Tương tự với đối với mà lộ 7 và lộ 9 cũng vậy thôi. Bên này thì pháo cũng bắt xuống, còn pháo mà đứng ở cái lộ 8 này, bắt buộc đứng lộ 8 này, nếu mà pháo đỏ mà kéo về trong chốt này thì pháo này sẽ có tiện đường mà lóng xuống mà đấu, chứ không có thể bình ngang được. Vậy thì còn một cái biến nữa là pháo này sẽ di chuyển theo đường dọc. Đường dọc, cái hạn như đường dọc mà dọc lên, cái hạn như dọc lên đây đi, thì con pháo này sẽ bình qua và không thể cản được đối chiếu đấy. Tương tự cho các đường hướng phát triển lên trên. Vậy còn một nước cuối cùng là con pháo này phải chạy xuống lộ cuối cùng, lộ dưới cùng này. Thì lúc này bên đỏ sẽ đánh như thế nào cho thắng? Thì ở đây đỏ sẽ có cái cách đối phó như sau. Bước đầu tiên là bình con pháo này qua nhằm đâm xuống chiếu sát, thì buộc đang phải bình bình pháo qua để cản. Sau đó đỏ sẽ tấn pháo một nước. Đến đây quân thì tất cả là pháo và hai sĩ bắt động rồi, còn mỗi chốt để đi thôi. Thì đỏ sẽ bình chốt qua chiếu tướng, buộc tướng mang ra, sau đó bình chốt chiếu tướng, buộc tướng nó vào, sau đó lui pháo về một nước. Thì đến đây là đang hết hết đỡ rồi, không còn cái đường nào có thể là chống được con pháo chạy qua lộ đây và đâm xuống chiếu sát hết. Thì đến đây đang cũng thua cuộc rồi. Đến đây thì ta xét một cái trường hợp gọi là cuối cùng, có nghĩa là con pháo này không có đi, không có di chuyển lộ nào hết, đứng im tại chỗ để mà đi chốt thì như thế nào? Cái hạn như là chốt chiến bình 8, thì lúc này đỏ sẽ tăng pháo một, âm mưu cũng như cũ, có thể là đưa hai con chốt này vào và đóng lộ đường 8 này để hầm chiếu bí. Thì lúc này pháo này sẽ tìm cách là ép vào trong này, cản không cho con pháo đỏ này di chuyển, có thể di chuyển trục dọc thôi. Ở đây tại vì sao đỏ phải đang phải bình pháo vô? Tại vì nếu như người ta thấy, nếu mà trong cái bước này mà đang không có bình pháo vô mà ăn chốt vào tường, thì đỏ chỉ cần đẩy pháo qua và sẽ đâm xuống chiếu. Nên ở đây là không mà
đang không thể mà ăn trốn vào tường được, bởi vì bắt buộc phải là mình pháo mà để không cho pháo đỏ chạy qua luôn này. Lúc này đỏ sẽ đi là bình chiếu ăn vào, bình chiếu tiếp thì lại vật lại vô thôi, suất này là chạy pháo xuống bắt chốt, đồng thời là hâm cái đường chạy qua đây là chiếu sát. Thì ở đây biết là hâm đường chạy qua chiếu sát á, thì con pháo đen này sẽ đi lên trên đây để nhằm nếu mà pháo đỏ có qua đây á thì vô cản, nếu mà chiếu thì sập xỉ về. Nhưng mà bên này đến đây bên đỏ không có đi như vậy, bên đỏ sẽ ăn chốt luôn. Nếu mà pháo này lên này thủ á, bên đỏ sang chốt và sau đó cũng hầm là nước là chạy chiếu xuống chiếu sát, thì pháo đen sẽ theo cản. Thì lúc này pháo đỏ cứ tấn, cứ đen luôn một nước thì đỏ, tấn một nước đen luôn một nước thì tấn đỏ, đỏ tấn một nước, cho đến khi mà đen xuống đây chạy xuống dưới cùng như thế này thì đỏ cũng tấn theo, đen ép vào thì đỏ tăng xuống. Thì đó, thì ở đây cái hình như hình cờ đã thấy đang hết quân đi rồi, đâu còn quân nào để đi đó, nên định phải buông cờ chịu thua. Thì trên đây là cái lời giải của mình cho cái hình cờ này, còn không biết các bạn đã hài lòng chưa. Thấy nhiều bạn là nói là hòa hay thắng gì thua gì đó, thì mình đang nghiên cứu và tìm ra cách giải cho cái hình cờ này. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những thế cờ sau. Mình sẽ tìm các thế cờ hay hay chút để post lên các bạn nghiên cứu giải trí.